Hoàng Vũ Asơ xin chào tất cả các anh em trên mọi miền tổ quốc nhé. Hôm nay thì rảnh em Hoàng lại nên giao lưu cùng với anh em. Thỉnh thoảng có những sản phẩm về thì em đăng trên tăng cộng đồng, còn có những sản phẩm ở Bình Tĩnh thì em sẽ quay video. Với những dòng xi này thì thực sự là nó rất là ít, nó không có nhiều. Em cũng muốn nhập về những cái sản phẩm đa dạng cho anh em nhưng mà thực sự ra nó không có, mà nó có thì nó bị lắp. Đôi này hôm nay em lên với anh em là size 42 nhé, 41.5-42, dòng bay gót để cho anh em đi. Đôi này nó còn 97%, nói chung là dòng full da dê trong ngoài này, và cái dáng của nó mà để với chân 42 thì anh em người Việt Nam chúng ta ấy, đại đa số là vừa 41.5 và 42. Còn đôi này thì với cái giá của nó rất là hợp lý cho anh em đi nhé, vì những cái sản phẩm mà nó còn full hộp và full book để anh em đi cho tặng thì giá bây giờ nó cũng cao, vì khi vận chuyển về thì cái thuế nó đánh theo khuôn đóng hộp mà, cho nên nhiều khi mà những nhặt được những cái hộp thì em đưa về, còn không thì những cái hộp mà không còn thì cũng em chỉ đưa về giày không hoặc có túi thôi. Đôi này 42 nhé, còn trên 97%, giá của nó là 18 triệu nhé, mã số 1. Đôi giày LV, một trong những đôi giày rất đẹp để anh em đi được quần jean, được quần Âu, thậm chí cả quần sóc chúng ta vẫn có thể đi được nó, đi chơi hàng ngày. Nó là dòng lười mà. Chiếc này có mã số 1 nhé. Và đây, hy hữu được một chiếc click cầm tay. Click cầm tay thì nó sẽ có cho anh em với những cái size là 25 và 18, nhưng và cái size mà em vẫn nói ấy, là size của nó 28 và chiều cao 18x16 này, thì nó rất là hiếm, và nó dòng 2 nhíp. Và dòng 2 nhíp thì nó sẽ có một dòng nữa là dòng cao cấp nhất, đó là nó có một chiếc cái đai bên này để khi chúng ta thỏ tay vào thì cái dòng đấy là dòng mắc chát, có thể nói lên tới tiền trăm và gần 100, thậm chí có những đợt nó lên tới trên 100 nếu những cái đầu khóa này được bọc vàng này, và đây là bằng khóa bạc đấy. Thì cái sản phẩm này nó ra đầu tiên thì giá nó sẽ mềm hơn, còn cái mà nó có cái đai bên cạnh này để sọc tay vào thì những bản đấy rất là hiếm, và cái khóa của nó là khóa đuôi cá thì rất là hiếm nhé. Anh em nhìn là cái bản bên này nó có một cái đai tầm độ khoảng là 3 xăng để xỏ tay vào cầm, và cái khóa của nó là đuôi cá thì nó rất là đắt. Còn cái dòng khóa này ấy, nó là dòng khóa hạt bưởi, và cái bản này nó không có đai, nó ra đời đầu, và cái này nó là dòng da dê, bản rất là mềm nhé. Đầu tiên nó ra thì bao giờ giá của nó cũng rất là cao, nhưng mà tầm độ khoảng 5 cho đến 10 năm sau thì những dòng xi nó giá nó mới có giá mềm nha anh em nhé. Và bản này là made in France, được sản xuất tại Pháp và dành riêng ở thị trường Pháp. Và với chiều ngang của chiếc này là 28 và chiều cao của nó là 18, và chiều ngang của nó là 6, và nó có 2 nhíp chính và 1 nhíp phụ. Anh em có thể đựng thoải mái, chiếc này còn 97%. Và anh em đi xe hơi hoặc đi xe máy có cốp thì chúng ta để chiếc này thì tha hồ đựng nhé. Có thể lên tới 4 đến 5 chiếc điện thoại iPhone, và có thể 3 chiếc điện thoại iPhone và kính và khẩu trang và tiền, ví chúng ta đều có thể để trong này được. Chiếc này rất to nha anh em nhé, vì những size lớn này của LV nó rất ít, nó không có nhiều đâu. Và nếu như chiếc này ấy, mà nó có chiếc đai ở đây và khóa này nó đầu này nó bọc bạc, khóa đuôi cá thì nó sẽ rất là đắt. Xi nó cũng phải tầm trên 20 triệu, gần 30 triệu rồi. Và có những chiếc mới hơn mà nó còn full book thì nó trên 30 triệu. Còn nếu mà mới hơn nữa, mà mới tinh ấy, lưu ấy, thì nó tầm tiền trăm. Chiếc này ngày hôm nay có mã của nó là mã số 2 nhé. Giá của nó là 17 triệu nha anh em nhé. Đây em để đây, giá của nó là 17 triệu. Và chiếc thứ ba đó là một chiếc thắt lưng. Em Hoàng về thì nói chung là đến giờ phút này thì cũng không thể nhớ nổi được là bao nhiêu những chiếc thắt lưng và bao nhiêu những sản phẩm đưa lên với anh em trên mọi miền tổ quốc rồi. Chiếc này chiếc Gucci 4 xăng, một trong những cái bản có thể nói rằng em thường gọi nó là biến thể. Nó dùng được hai mặt, đây anh em nhìn, nó dùng được hai mặt, mặt trong và mặt ngoài. Mặt ngoài là da vân chìm, mặt trong thì cũng là vân chìm, nhưng mà nó là một cái màu có thể nói rằng là cái vân da của nó khác hơn, là nó vân nó to hơn, còn vân ngoài này thì nhỏ hơn, để chúng ta nhận biết nhé. Và cái chiếc thắt lưng này em đọc về cái size của nó nhé, cái size của nó là 108 nhân với bản 4 xăng,
và xoay 360 độ dùng được hai mặt. Tức là mua một thì chúng ta sử dụng được hai lần, mặt trong và mặt ngoài. Và chiếc này nó còn 99%. Với cái giá của nó là 18 triệu mã số 3 nha anh em nhé. Những cái bản này thì đúng là ít khi về lắm. Hôm nọ về được hai chiếc mà trên trang cộng đồng anh em biết rồi, là nó cũng bay luôn chứ cũng không kịp lên. Hôm nay thì em về được chiếc này. Mã số 4 là mã cuối cùng, đó là một chiếc thắt lưng LV chỉ còn túi. Chiếc này thì sử dụng được hai mặt dây 3.5. Bản dây của nó là 3.5 3.8 đấy, chứ phải 3.5. Bản dây này 3.8 nha anh em nhé. Và sử dụng được hai mặt, mặt trắng và mặt màu lông. Còn 98%. Phun da dê rất mềm. Hàng của em Hoàng thì anh em yên tâm nhé, cứ sử dụng thôi, có cái là ưng mẫu nào thôi. Còn zin 5 lỗ, bụng từ 85 cho đến 95. Và chiếc oxy này cũng như vậy. Bản của nó là bản 4 sao 3.9 và 4 chấm đấy. Thường nó lệch nhau không đáng kể. Đây anh em, rất đẹp. 108. Bản 3.9 với cái sợi dây này nó còn trên 97% hoặc 98%. Mã của nó là mã số 4, giá của nó là 16 triệu nha anh em nhé. Với những sản phẩm này nếu mà mới thì giá của nó sẽ rất cao, nhưng mà anh em mua si này mà em đặt những dòng si nước này mà nó còn được đẹp như thế này thì không phải lúc nào nó cũng có đâu. Anh em cảm thấy ưng mẫu nào thì alo cho em Hoàng nhé. Và anh em xem ngày nào ấy thì em hay viết ở trên trang khi mà lên video. Anh em vào xem mà ngày nào chốt thì alo cho em Hoàng. Những cái ngày đó là em đăng ở đấy nó dễ, vì có những bác hỏi thì không nhớ là ngày nào, cho nên chính vì như thế cái video đó em không nhớ là ngày nào luôn. Các bác chỉ bảo là mã số này thôi, nhưng mà các bác ở trên đầu video là em thường hay ghi là ngày ví dụ như 20 tháng 5, 20 tháng 9 thì là nó sẽ có ở đấy, thì em sẽ biết được cái mã đấy còn hay không nhé. Và với chiếc này của nó là mã của nó là mã số 4, giá 16 triệu nha anh em nhé. Những sản phẩm của em Hoàng là toàn hàng chính hãng và đương nhiên nó là đảm bảo chất lượng, và tất cả những dòng sản phẩm đều là chất lượng và đều là hàng xịn nhé, không có hàng fake, không có hàng đều. Trên kênh của em Hoàng là giao lưu và chơi, và chơi là chính, chính vì như thế anh em yên tâm khi sử dụng sản phẩm của em Hoàng nhé. Một đèn 100, thậm chí một đèn gấp 400 lần nếu như sản phẩm fake, vì em Hoàng đã chơi và xác định, đã nói là anh em biết rồi, nói là chuẩn và không bao giờ để anh em phải thất vọng với những sản phẩm. Em chỉ có quyết định một câu, đó là tiền nào của đấy. Với cái giá mà rẻ thì không bao giờ có hàng xịn, đó là nguyên tắc. Bất kỳ nó là một cái gì, tiền nào của đấy thôi, chứ còn không ai bán rẻ cho mình mà với cái giá tốt, là với cái đồ tốt, và không ai bán đắt cho mình một giá với cái đồ tốt. Trên toàn thế giới họ đã có những cái giá niêm yết và giá quy định với những dòng lưu. Còn những dòng si này thì anh em biết rồi, nhận được trị giá phần trăm bao nhiêu thì em sẽ bán bấy nhiêu, còn phần trăm thấp thì giá thấp, phần trăm cao thì giá cao nhé. Em chúc anh em một ngày mới an lành và hạnh phúc.